VinFast bàn giao lô xe VF6 đầu tiên cho khách hàng. Ngày 30 tháng 12 năm 2023, VinFast bàn giao lô xe điện thông minh VF6 đầu tiên cho khách hàng. Đây là dòng ô tô điện thứ 5 chính thức lăn bánh trên thị trường chỉ sau 2 năm công bố, chuyển đổi sang chiến lược thuần điện, khẳng định năng lực vượt trội cũng như quyết tâm thúc đẩy giao thông xanh của VinFast. VF6 là mẫu xe chiến lược thuộc phân khúc BSUV trong giải xe điện hoàn chỉnh của VinFast, ra mắt thị trường Việt Nam ngày 29 tháng 9 năm 2023. Sau hơn 2 tháng mở cọc, VinFast đã nhận được hàng nghìn đơn đặt hàng VF6 và sẽ lần lượt bàn giao xe cho người dùng theo đúng số thứ tự ghi nhận trên hệ thống kể từ hôm nay. Với định vị là mẫu xe điện lý tưởng dành cho gia đình hiện đại, VF6 sở hữu chiều dài cơ sở vượt trội lên đến 2.730mm bên trong, vẻ ngoài gọn gàng với kích thước dài, nhân rộng, nhân cao lần lượt là 4.238 x 1.820 x 1.594mm. Sự tối ưu chiều dài cơ sở của VF6 mang đến người dùng không gian nội thất rộng rãi, tương đương những mẫu xe động cơ đốt thuộc phân khúc CSUV. Tại thị trường Việt Nam, VF6 có hai phiên bản Base và Plus. Bản Base có giá niêm yết 675 triệu đồng chưa bao gồm pin và 765 triệu đồng đã bao gồm pin. Bản Plus có giá niêm yết 765 triệu đồng chưa bao gồm pin và 855 triệu đồng đã bao gồm pin. Cả hai phiên bản của VF6 đều được trang bị pin LFP dung lượng 59,6 kW với phạm vi hoạt động tương ứng là 399 km và 381 km mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn WLTP. Xe sở hữu động cơ điện có công suất tối đa 100 kW và 150 kW, tương ứng với mô men xoắn cực đại 135 Nm và 310 Nm cho cảm giác lái hứng khởi và phấn khích. Thừa hưởng ADN riêng có của dòng xe điện VinFast, VF6 mang tới cho người dùng trải nghiệm di chuyển thú vị, an tâm và khác biệt khi sở hữu những công nghệ tiên tiến bậc nhất cùng loạt tính năng thông minh hiếm có trên các dòng xe cỡ B, như cảnh báo va chạm trước, cảnh báo chuyển làn, hỗ trợ đỗ xe phía trước, sau, cảnh báo điểm mù, giám sát xung quanh 360 độ, trợ lý ảo VinFast có khả năng tương tác bằng giọng nói tiếng Việt đa vùng miền, hỗ trợ điều khiển xe và hỏi đáp, kể chuyện tiếu lâm. Bà Dương Thị Thu Trang, Tổng Giám đốc VinFast, thị trường Việt Nam chia sẻ, VF6 là mẫu xe điện thứ 5 được VinFast bàn giao theo đúng kế hoạch và cam kết với khách hàng, sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội so với xe động cơ đốt trong, đặc biệt là giá lăn bánh hấp dẫn và chi phí vận hành rẻ nhất phân khúc là lựa chọn hàng đầu cho các gia đình hiện đại. Việc thương mại hóa thành công và lăn bánh ra thị trường hầu hết các mẫu xe trong giải xe điện hoàn chỉnh từ mini car đến phân khúc từ A đến E chỉ trong vòng 2 năm đã khẳng định được năng lực, làm chủ công nghệ và tối ưu quy trình phát triển sản xuất xe của VinFast. Tương tự các mẫu ô tô điện khác của VinFast, VF6 được áp dụng những chính sách hậu mãi cực tốt bao gồm bảo hành xe chính hãng 7 năm hoặc 160.000 km tùy điều kiện nào đến trước, bảo hành pin 8 năm không giới hạn số km, dịch vụ cứu hộ 24/7, dịch vụ sửa chữa lưu động, dịch vụ sạc pin lưu động 24/7. VF6 cũng sẽ được hỗ trợ đặc biệt khi có sự cố phát sinh do lỗi của nhà sản xuất và được cam kết mua lại xe đã qua sử dụng sau 5 năm, mang đến quyền lợi tối ưu và sự an tâm tối đa cho khách hàng. Cùng với việc bàn giao VF6 tại Việt Nam, VinFast sẽ ra mắt thị trường quốc tế mẫu Mini EV VF3 và trưng bày một mẫu xe ý tưởng hoàn toàn mới tại triển lãm điện tử tiêu dùng lớn nhất thế giới CES 2024 diễn ra từ ngày 9 tháng 1 đến 12 tháng 1 2024 tại Las Vegas, Mỹ. Từ VTC News, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Dịch vụ thu âm phát loa, thu âm quảng cáo chất lượng cao, thu âm quảng cáo khuyến mãi, xả kho, ưu đãi dịp Tết cho siêu thị, cửa hàng, shop, hội chợ. Thu âm quảng cáo chuyên nghiệp, giá rẻ bất ngờ, đội ngũ MC kinh nghiệm, hỗ trợ nhiệt tình, khuyến mãi biên soạn nội dung. Liên tục tuyển cộng tác viên bán dịch vụ với hoa hồng hấp dẫn. Liên hệ ngay Zalo 0964 002 593 để được tư vấn.